Ngày 10 tháng 3 năm 2024 vừa qua, lễ trao giải Oscar lần thứ 95 đã chính thức diễn ra. Không nằm ngoài dự đoán, tác phẩm Oppenheimer của đạo diễn Christopher Nolan đã xuất sắc giành 7 tượng vàng Oscar các hạng mục quan trọng. Bộ phim kể về tiểu sử của Oppenheimer, cha đẻ của bom nguyên tử. Nhưng mà khoan, không phải là Einstein à? Hẳn nhiều người đến đây sẽ ngỡ ngàng khi nhận ra bấy lâu nay mình đã nhớ nhầm. Đúng như vậy, Albert Einstein thực ra không phải là cha đẻ của bom nguyên tử như mọi người vẫn tưởng. Nhưng quả đúng là nếu không có những nền móng do vị bác học vĩ đại của toàn nhân loại này, thì có lẽ không chỉ có bom nguyên tử mà nhiều thứ khác có tác động to lớn đến đời sống đều sẽ chẳng thể ra đời, và thế giới sẽ rất khác so với hiện tại. Nhưng mặt khác, Albert Einstein vẫn có những góc tối mà có rất ít người biết tới. Vậy rốt cuộc Einstein là ai? Đã làm những gì mà sức ảnh hưởng của ông ấy lại lớn đến vậy? Chúng mình hãy cùng tìm hiểu thông qua bài viết Einstein lắm tài nhiều tật của tác giả Minh HD đã được đăng tải trên website Spiderum nhá. Cuộc đời của Einstein phi thường thế nào? Ngay từ khi sinh ra, Einstein đã tỏ ra là một đứa trẻ khác thường. Người ta bảo rằng khi chào đời, Einstein là một cậu bé có cái đầu to hơn bình thường, khiến cho mẹ của ông khó khăn trong quá trình sinh nở. Các bác sĩ đã rất vất vả mới có thể đưa ông ra khỏi cơ thể của mẹ mình một cách an toàn. Không chỉ có cái đầu to bất thường, ngoại hình của Einstein lúc mới sinh ra cũng không được thuận mắt. Bác sĩ và y tá đều cho rằng lớn lên, ông sẽ mắc chứng bệnh chậm phát triển. Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh rằng họ đã hoàn toàn sai. Mặc dù có chút khó khăn trong khả năng nói và đôi chút tự kỷ, nhưng cậu bé Einstein vẫn học rất giỏi các môn khoa học tự nhiên ở trường. Ngoài học giỏi trên lớp, Einstein còn có tài năng và đam mê âm nhạc. Từ lúc 5 tuổi, ông đã có thể chơi nhạc và càng bộc lộ niềm yêu thích âm nhạc khi bước sang tuổi 13. Ông thường tham gia chơi nhạc thính phòng với một số nghệ sĩ và biểu diễn cho một vài người bạn của ông. Khi lớn lên, gia đình Einstein chuyển tới Ý sống, trong khi ông phải ở lại Munich để tiếp tục con đường học vấn. Bố ông dự tính sẽ cho ông theo học ngành kỹ thuật điện. Thế nhưng, Einstein không ưa gì hội đồng giáo dục ở đây. Lý do là bởi ông cho rằng phương pháp giáo dục của họ quá giáo điều và cũ kỹ. Trong khi Einstein là người tò mò, thường hay tự đặt câu hỏi và vượt qua khuôn khổ kiến thức truyền thống. Sau này, Einstein còn viết rằng tính sáng tạo của loài người sẽ mất đi nếu cứ tiếp tục phương pháp dạy và học thuộc lòng như thế. Tháng 9 năm 1896, Einstein chính thức tốt nghiệp bậc phổ thông của Thụy Sĩ với số điểm cao ở nhiều môn, đặc biệt là điểm tuyệt đối ở hai môn toán và vật lý. Ở tuổi 17, ông đỗ vào chương trình cử nhân sư phạm vật lý và toán học của trường ETH Zurich. Cũng trong cùng năm nay, Mileva Marić, người vợ tương lai của Einstein, cũng vào trường ETH Zurich để học sư phạm toán và vật lý. Đặc biệt hơn, bà còn là thiếu nữ duy nhất trong 6 sinh viên của lớp học. Tình bạn giữa hai người sau này sẽ phát triển thành tình yêu, kéo theo nhiều hệ lụy tới cuộc đời của cả hai. Nhưng chúng ta sẽ bàn tới lịch sử tinh trường của ông sau này nhá. Năm 1900, Einstein tốt nghiệp cử nhân tại ETH Zurich. Từ đây, con đường nghiên cứu khoa học của ông chính thức được khai mở. Sau khi tốt nghiệp đại học, Einstein đã mất khoảng 2 năm khó khăn trong việc tìm một vị trí giảng dạy để có thu nhập ổn định. Cuối cùng, bố của một người bạn thân của ông, nhờ quen biết với giám đốc cục sáng chế, đã giúp cho ông trở thành thẩm định viên tại Cục Sáng chế Liên bang Thụy Điển. Trong thời gian làm việc ở đây, ông chủ yếu thực hiện đánh giá các sáng chế cho các thiết bị điện tử. Năm 1903, ông vào biên chế lâu năm của Cục. Có thể nói, công việc trong quãng thời gian này có ảnh hưởng to lớn tới các lý thuyết khoa học của ông về sau. Dựa trên những kinh nghiệm đã tích lũy trong thời gian này, Einstein đã cùng những người bạn của ông gặp ở Bern thành lập một câu lạc bộ thảo luận hàng tuần về khoa học và triết học, mà ông nói đùa là Viện Hàn Lâm Olympia. Họ thảo luận về các nghiên cứu các triết gia khoa học nổi tiếng. Nhiều chủ đề trong đây có ảnh hưởng tương đối lớn đến sự nghiệp của Einstein sau này. Một nhà khoa học vĩ đại. Trong suốt cuộc đời làm khoa học của mình, Einstein đã xuất bản hàng trăm cuốn sách và bài báo. Vào ngày 5 tháng 12 năm 2014, các trường đại học và cơ quan lưu trữ công bố các bài báo của Einstein, bao gồm hơn 30.000 tài liệu độc đáo. Ngoài công việc tự mình thực hiện, ông còn hợp tác với các nhà khoa học khác trong các dự án bổ sung, bao gồm số liệu thống kê bầu Einstein, tủ lạnh Einstein và những dự án khác. Với sự đóng góp của Einstein, nền khoa học tự nhiên thế giới đã được nâng cao đáng kể. Ông đã mở ra một thế giới mới với những khái niệm, lý thuyết và phương pháp nghiên cứu, từ đó tạo ra những tiến bộ đáng kể cho các lĩnh vực như là vật lý, hóa học, toán học, thiên văn học và khoa học vật liệu. Với các phát minh của mình như là thuyết tương đối, công thức thể hiện mối tương quan giữa khối lượng và năng lượng, E bằng MC bình, thuyết lượng tử ánh sáng và nhiều phát minh khác, Einstein đã mở ra một cánh cửa mới cho nền khoa học, đưa nó tiến bộ và phát triển đáng kể. Vào ngày 30 tháng 4 năm 1905, Einstein hoàn thành luận án tiến sĩ của mình dưới sự hướng dẫn của giáo sư vật lý thực nghiệm Alfred Kleiner. Luận án của ông có tiêu đề "Một cách mới xác định kích thước phân tử". Sau đó, ông được trao bằng tiến sĩ tại Đại học Zurich vào ngày 15 tháng 1 năm 1906. Trong cùng năm, ông công bố 4 bài báo đột phá về hiệu ứng quang điện, lượng tử ánh sáng, chuyển động Brown, thuyết tương đối hẹp và sự tương đương khối lượng và năng lượng. Công thức là E bằng MC bình khiến ông được chú ý tới trong giới hàn lâm trên toàn thế giới. Ngày nay, các nhà khoa học gọi 4 bài báo này cộng với luận án tiến sĩ trước đó của ông là 5 điều kỳ diệu của Einstein. Nổi bật nhất trong số đó là bài báo về điện động lực của các vật thể chuyển động. Trong đó, ông lần đầu tiên đề xuất ra thuyết tương đối hẹp mà sau này được ông bổ sung và hoàn thiện bằng thuyết tương đối rộng vào năm 1915. Lý thuyết này của Einstein đã thay đổi cách nhìn nhận của con người về không gian, thời gian, vật chất và năng lượng. Gần cuối thế kỷ thứ 19, các nhà khoa học tin rằng không gian được lấp đầy bởi vật chất được gọi là ether và ánh sáng là các sóng truyền trong các ether đó. Tuy nhiên, các thí nghiệm về sau đã chứng minh rằng tốc độ ánh sáng không thay đổi theo hướng và góc độ nhìn từ trái đất. Bằng sự thiên tài của mình, Einstein nhận ra lý do cho hiện tượng này, đó là bởi không gian và thời gian không phẳng mà được bẻ cong do sự hiện diện của vật chất. Với mục đích làm rõ hiện tượng đó, ông đã phát hiện các phương trình mô tả sự cong của không gian và thời gian và chứng minh rằng lực hấp dẫn là dẫn xuất từ sự cong này. Như thế, sự xác lập của thuyết tương đối đã thay đổi hoàn toàn quan niệm của chúng ta về không gian và thời gian. Đây là một phát hiện đột phá, đưa ra một cách tiếp cận mới về vật lý và mở ra một loạt các phát minh khác như là mô hình vũ trụ, viễn thông, máy tính và nhiều lĩnh vực khác. Tiếp theo, công thức E bằng MC bình của Einstein đã giúp ta hiểu rõ hơn về quan hệ giữa vật chất và năng lượng và đóng góp quan trọng cho sự phát triển của năng lượng hạt nhân và các ứng dụng của nó. Có thể nói, Einstein đã đặt nền móng đầu tiên cho ngành năng lượng nguyên tử. Những ứng dụng của nó như là lò phản ứng hạt nhân, bom nguyên tử đều có sức đóng góp to lớn của ông. Về chuyển động Brown, tuy hiện tượng này đã được phát hiện ra từ rất lâu về trước vào năm 1827, khi nhà thực vật học người Anh Robert Brown quan sát thấy chuyển động tự phát ngẫu nhiên của hạt phấn hoa trong nước. Tuy thế, hiện tượng này chỉ được biết đến rộng rãi sau nghiên cứu của Albert Einstein vào năm 1905. Về tính chất định lượng của nó, từ một loại chuyển động hỗn độn khó hiểu, Einstein cùng nhiều nhà khoa học khác đã cho thấy đó là sự hỗn loạn có quy luật, góp phần làm rõ hơn các quy luật chuyển động của phân tử trong không gian và mang tới nhiều ứng dụng to lớn trong ngành vật lý về sau. Cuối cùng, thuyết lượng tử ánh sáng của Einstein đã giải thích được nhiều hiện tượng quang học khó hiểu trước đó và mở ra một cánh cửa mới cho lĩnh vực này. Đó là bước đột phá đầu tiên trong sự phát triển của lý thuyết lượng tử và đã đóng góp rất nhiều cho nền công nghiệp hiện đại, nhưng cũng mở ra nhiều câu hỏi lớn cho khoa học. Như vậy có thể nói, với các phát minh của mình, Einstein đã thay đổi cách nhìn của con người về vũ trụ, mở ra một loạt các cánh cửa mới cho khoa học và công nghệ và đóng góp rất lớn cho sự phát triển của nền khoa học thế giới. Einstein đã trở thành một biểu tượng của sự sáng tạo. Điều này đã có tác động lớn đến nền công nghiệp và cả cuộc sống của con người. Năm 1908, chỉ sau 5 năm kể từ lúc chính thức bước chân vào giới khoa học, Einstein đã làm được một điều không tưởng, giành được sự ngưỡng mộ từ toàn thể các nhà khoa học khác. Giới hàn lâm khi ấy coi ông là nhà khoa học hàng đầu. Đại học Bern đã mời ông về làm giảng viên của trường. Các năm sau, ông viết đơn thôi việc tại Cục Bằng Sáng Chế và cũng thôi vị trí giảng viên để đảm nhiệm chức danh Privatdozent, một học vị đặc biệt tại Đức về vật lý học tại Đại học Zurich. Ông trở thành giáo sư thực thụ tại Đại học Karl Ferdinand, nay là Đại học Charles ở Praha vào năm 1911. Năm 1914, ông trở lại Đức sau khi được bổ nhiệm làm giám đốc của Viện Kaiser Wilhelm về vật lý giai đoạn từ năm 1914 đến năm 1932 và giáo sư tại Đại học Humboldt, Berlin, với một điều khoản đặc biệt trong bản hợp đồng cho phép ông được tự do trước những nghĩa vụ giảng dạy. Ông trở thành giảng viên của Viện Hàn lâm Khoa học Phổ. Năm 1916, Einstein được bổ nhiệm làm chủ tịch Hội vật lý Đức giai đoạn từ năm 1916 đến năm 1918. do lý thuyết tương đối hẹp còn nhiều tiềm năng để phát triển và còn rất nhiều câu hỏi cần được trả lời, nên Einstein quyết định sẽ phát triển thêm cho lý thuyết này ở trong tương lai. Năm 1911, dựa trên những suy luận đã có từ năm 1907 về nhu cầu mở rộng thuyết tương đối hẹp, ông đã tìm ra hiện tượng dịch chuyển đỏ do hấp dẫn và ước đoán cho độ lệch của tia sáng phát ra từ ngôi sao ở xa sẽ bị lệch bởi trường hấp dẫn của mặt trời. Đây chính là cốt lõi cho một lý thuyết còn vĩ đại hơn cả thuyết tương đối hẹp, đó là thuyết tương đối rộng. Vào cuối năm 1915, ông đã công bố thuyết tương đối rộng với giới học thuật. Vào thời điểm này, lý thuyết đó đã dần có dạng giống với phiên bản ngày nay. Ước đoán của Einstein sau đó được xác nhận bởi đoàn thám hiểm người Anh dẫn đầu bởi Arthur Eddington trong quá trình theo dõi nhật thực vào ngày 29 tháng 5 năm 1919. Tuy vậy, giá trị ước đoán chỉ bằng một nửa so với giá trị chính xác. Dù vậy, đây vẫn là một dấu mốc quan trọng cho thấy hướng đi đúng đắn của ông. Các tờ báo quốc tế nhanh chóng đăng tải sự kiện này và Einstein bỗng chốc trở nên nổi tiếng toàn thế giới, ngay cả với những người chẳng có chút kiến thức khoa học nào. Ngày 7 tháng 11 năm 1919, tờ báo tin tức hàng đầu của Anh, The Times, in một dòng chữ tựa đề trên trang nhất viết là: cách mạng trong khoa học, lý thuyết mới về vũ trụ, các tư tưởng của Newton đã bị lật nhào. Sau này, Einstein đã tìm ra được phương trình trung tâm cho thuyết tương đối rộng, nhờ đó các kết quả dự đoán về sau đã hoàn thành chuẩn xác. Cũng bởi lẽ đó, năm 1921, Einstein vinh dự nhận giải Nobel vật lý. Do thuyết tương đối vẫn là một thuyết vẫn còn đang gây tranh cãi trong giới học thuật, nên Hội đồng giải Nobel đã trao cho ông giải vì những giải thích về hiện tượng điện quang và các đóng góp cho vật lý. Ông cũng nhận huy chương Copley từ Hội Hoàng gia năm 1925. Một con người hết lòng vì nhân loại. Bận bịu với công việc là như thế, nhưng Einstein vẫn có khá nhiều trăn trở về những trường phái tư tưởng, chính trị trên thế giới. Có thể nói, những đóng góp của ông cho nền hòa bình thế giới cũng lớn lao chẳng kém gì những đóng góp của ông cho khoa học tự nhiên cả. Đầu tiên, Einstein là một người luôn thể hiện rõ quan điểm phản đối chiến tranh của mình. Tháng 2 năm 1931, khi đang thỉnh giảng ở Hoa Kỳ, Einstein đã quyết định không trở lại nước Đức bởi vì Đảng Quốc xã, một phe phái hiếu chiến lên nắm quyền. Ông tới Bỉ bằng tàu biển vào cuối tháng 3. Trong chuyến hành trình, ông đã nghe được tin rằng ngôi nhà và chiếc thuyền buồm của ông ở Berlin đã bị đảng viên quốc xã tịch thu. Ngay khi đến Antwerp ở Bỉ vào ngày 28 tháng 3, ông đã bày tỏ thái độ phản đối bằng cách đến lãnh sự quán Đức để từ bỏ quyền công dân. Như vậy, Einstein đã tỏ rõ rằng mình không muốn dính líu tới quốc gia độc tài hiếu chiến như vậy. Sau đó, Einstein tạm trú ở Bỉ trong một tháng trước khi chuyển sang Anh. Cùng trong khoảng thời gian này, ông và nhiều trí thức Do Thái khác bị bài trừ khỏi xã hội Đức. Các nghiên cứu đã làm nên tên tuổi của ông một thời, nay trở thành mục tiêu để Đảng Quốc xã công kích, chế nhạo. Trong một bức thư gửi cho người bạn, nhà vật lý Max Born, người cũng đã rời Đức để chuyển sang sống tại Anh, Einstein cay đắng viết: "Tôi phải thừa nhận rằng sự tàn bạo và hèn nhát đến một cách thật bất ngờ." Sau nửa năm sống và nghiên cứu tại Anh, tháng 10 năm 1933 Einstein quay trở lại Hoa Kỳ, nơi ông cho là phù hợp nhất với quan điểm sống của mình. Đến năm 1935, ông chính thức nộp đơn xin nhập tịch công dân Mỹ và tới năm 1940 thì được phê duyệt. Nói về văn hóa Mỹ, ông đánh giá cao chế độ nhân tài và dân chủ của quốc gia này. Einstein viết: "Sự mới mẻ đến với đất nước này là đặc điểm dân chủ trong nhân dân, không ai hạ mình trước người khác hay tầng lớp khác. Thanh niên Mỹ có may mắn không phải đối mặt với các rắc rối từ truyền thông lỗi thời." Dù vậy, tuy coi chiến tranh là căn bệnh và kêu gọi chống lại chiến tranh, nhưng Einstein cũng sẵn sàng ủng hộ những cuộc chiến tranh chính nghĩa. Năm 1933, sau khi Hitler trở thành lãnh đạo tối cao ở Đức, ông đã khẩn thiết kêu gọi các nước phương Tây hãy chuẩn bị sẵn sàng để chống lại sự tấn công của Đức Quốc xã trong tương lai. Thứ hai, đó là Einstein mang chủ trương bình đẳng. Yêu nước Mỹ là như thế, nhưng ông vốn là một người mang trong mình dòng máu Do Thái đang bị đàn áp tại Đức, nên cũng ghét cay ghét đắng nạn phân biệt chủng tộc vốn đang diễn ra trong xã hội Hoa Kỳ. Ông liên tục tham gia vào các phong trào chống đối sự phân biệt chủng tộc tại đây, cũng như liên tục thể hiện sự tự hào là một người Do Thái. Trong suốt thời gian hoạt động đấu tranh của mình, Einstein là thành viên của nhiều nhóm quyền công dân, bao gồm Đại hội Princeton của Hiệp hội Quốc gia vì sự tiến bộ của người da màu. Khi W.E.B. Du Bois bị cáo buộc làm gián điệp cộng sản, Einstein đã tình nguyện làm nhân chứng và cáo buộc đã được bác bỏ ngay sau đó. Tình bạn của Einstein với nhà hoạt động Paul Robeson cũng kéo dài đến 20 năm. Cả hai cùng giữ chức đồng chủ tịch của cuộc vận động người Mỹ nhằm chấm dứt phân biệt đối xử với người da màu. Bởi những hoạt động chính trị xã hội tích cực này mà ông đã từng được Thủ tướng Ben Gurion mời làm Tổng thống Israel khi quốc gia này đang trong giai đoạn thành lập. Tuy nhiên, nhìn thấy trước được viễn cảnh thống khổ sẽ xảy ra với người dân Palestine, ông đã từ chối. Kính gửi ngài đại sứ, tôi rất cảm động về lời đề nghị trở thành Tổng thống Israel, nhân danh Thủ tướng Ben Gurion. Nhưng cũng rất buồn vì phải từ chối lời đề nghị này. Do cả cuộc đời của tôi chỉ biết cống hiến cho khoa học, nên tôi cho rằng mình không có đủ tố chất và kinh nghiệm để điều hành công việc của một quốc gia. Hơn nữa, tuổi tác và sức khỏe là rào cản vô hình, khó có thể giúp tôi hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng như vậy. Thế nhưng cho dù có ở bất cứ đâu, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tôi vẫn luôn cố gắng làm tốt nhiệm vụ của một người Do Thái. Ước nguyện của tôi là muốn thấy một nhà nước Do Thái chung sống hòa bình với các dân tộc Ả Rập khác. Tôi hy vọng đất nước Israel sẽ tìm được một người thừa kế xứng đáng cho cố Tổng thống Weizmann. Lý do bởi Einstein tuy tự coi mình là thành viên của phong trào chủ nghĩa phục quốc Do Thái và ủng hộ quyền của người Do Thái được trở về Palestine, nhưng ông cũng ủng hộ sự bình đẳng, một Palestine tự do, hai quốc gia, trong đó Do Thái và người Ả Rập sẽ chia sẻ chủ quyền. Trong một lá thư gửi thẩm phán Jerome Frank vào năm 1945, Einstein đã viết: chủ nghĩa phục quốc Do Thái cũng có ảnh hưởng rất tốt đến người Do Thái. Những người Do Thái có cảm giác mạnh mẽ về tình đoàn kết dân tộc Do Thái, được trang bị tốt hơn nhiều để vượt qua mọi nguy hiểm và các nguy cơ bằng phẩm giá. Nhưng tôi rất ghét chủ nghĩa dân tộc, thậm chí là cả chủ nghĩa dân tộc của người Do Thái. Nhưng tinh thần đoàn kết dân tộc của chúng ta bị ép buộc bởi một thế giới thù địch, chứ không phải do cảm giác hung hăng mà chúng ta gắn với từ chủ nghĩa dân tộc. Hay như trong một lá thư khác năm 1946 gửi đến Maurice Du Noüy, ông đã nhấn mạnh: tôi ủng hộ việc Palestine được phát triển như một quê hương của người Do Thái, nhưng không phải là một quốc gia riêng biệt. Dù yêu hòa bình và đề cao chủ nghĩa dân tộc, Einstein vẫn có một quyết định khiến cho ông phải hối hận cho tới lúc nhắm mắt xuôi tay, đó là bom nguyên tử. Tôi không biết chiến tranh thế giới thứ ba sẽ sử dụng vũ khí nào, nhưng tôi biết rằng chiến tranh thế giới lần thứ tư người ta sẽ sử dụng gì? Gậy gộc và đá. Mọi chuyện bắt đầu vào năm 1939 khi một nhóm các nhà khoa học Hungary bao gồm nhà vật lý Leo Szilard cố gắng báo cáo Washington rằng phe quốc xã đang thực hiện các nghiên cứu bom nguyên tử. Tuy vậy, báo cáo của nhóm đã không gây được sự chú ý đến giới chính trị. Einstein và Szilard cùng những nhà khoa học tị nạn khác gồm Edward Teller và Eugene Wigner coi họ có trách nhiệm để cảnh báo người Mỹ về khả năng chế tạo thành công bom nguyên tử của các nhà khoa học Đức và rằng Hitler rất quyết tâm có được một thứ vũ khí như vậy. Hè năm 1939, vài tháng trước khi nổ ra chiến tranh ở châu Âu, Szilard khuyên mời Einstein ký vào một bức thư gửi đến Tổng thống Franklin D. Roosevelt để cảnh báo ông về khả năng này. Bức thư cũng đề cập đến chính phủ Hoa Kỳ, nên họ đã chú ý và tham gia trực tiếp vào nghiên cứu urani cũng như là chuỗi phản ứng dây chuyền. Bức thư được cho là có khả năng thúc đẩy chính phủ Hoa Kỳ chấp nhận cho phép nghiên cứu vũ khí hạt nhân. Tổng thống Roosevelt không thể gánh rủi ro khi Hitler sở hữu bom nguyên tử trước. Vậy là Hoa Kỳ tham gia vào cuộc chạy đua phát triển bom, tập trung vào đây rất nhiều nguồn lực tài chính, vật liệu, cơ sở cũng như tập hợp các nhà khoa học lớn vào dự án Manhattan. Trong đó có Oppenheimer, người được mệnh danh là cha đẻ của bom nguyên tử. Kết quả như thế nào thì chúng ta cũng đã đều biết. Sau Thế chiến thứ hai, khi sự thù hằn giữa các nước đồng minh cũ trở nên căng thẳng, nhiều nước đã sở hữu bom hạt nhân và một cuộc chiến hạt nhân có nguy cơ đến gần. Nhận ra nguy cơ đó, Einstein cùng hai nhà khoa học khác là With Albert Schweitzer và Bernard Russell đã tích cực vận động để dừng việc thử nghiệm hạt nhân và bom ở trong tương lai. Năm 1954, một năm trước khi qua đời, Einstein kể cho người bạn già của mình Linus Pauling rằng: tôi đã gây ra một trong những lỗi lầm lớn nhất cuộc đời. Đó là khi tôi ký vào bức thư gửi Tổng thống Roosevelt khuyến nghị nên chế tạo bom nguyên tử với một số biện hộ sẽ rất nguy hiểm nếu người Đức có được nó. Có thể nhiều người sẽ bất ngờ, nhưng quan điểm chính trị của Einstein, một người chọn trở thành công dân Mỹ, lại ủng hộ chủ nghĩa xã hội và phê phán chủ nghĩa tư bản. Điều này đã được ông trình bày chi tiết trong các bài tiểu luận của mình là tại sao nên theo chủ nghĩa xã hội. Tuy cũng là một người ủng hộ chủ nghĩa xã hội, nhưng trái với xu hướng tung hô một chiều của nhiều người theo xã hội chủ nghĩa, Einstein luôn đưa ra các phê bình của mình một cách thẳng thắn. Năm 1925, ông chỉ trích Bolshevik là không có hệ thống chính quyền được quản lý tốt và gọi sự cai trị của họ là chế độ khủng bố và một thảm kịch trong lịch sử nhân loại. Sau đó ông đã áp dụng một quan điểm ôn hòa hơn, chỉ trích các phương pháp của họ nhưng lại ca ngợi kết quả của chúng. Điều này được thể hiện qua nhận xét năm 1929 của ông về Vladimir Lenin. Ở Lenin, tôi tôn vinh một con người đã hy sinh toàn bộ bản thân mình, cống hiến toàn bộ sức lực để đem đến một xã hội công bằng. Tôi không thấy phương pháp của anh ấy là phù hợp. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn, những người như ông là những người bảo vệ và đổi mới lương tâm nhân loại. Einstein cũng có ấn tượng sâu sắc về Mahatma Gandhi, người mà ông đã trao đổi nhiều qua thư từ. Ông mô tả Gandhi là hình mẫu cho các thế hệ mai sau. Những góc tối trong cuộc đời. Đến đây thì bạn tưởng rằng Einstein là một con người hoàn hảo, một hình mẫu lý tưởng đúng không nào? Cơ mà rất tiếc, nhân vô thập toàn. Bạn còn nhớ cô gái đồng môn Mileva Marić mà chúng mình đã đề cập ở trên chứ? Sau khi nảy sinh tình cảm nam nữ, Marić có thai. Vì chưa muốn kết hôn ngay nên Einstein đã để bà trở về nhà bố mẹ đẻ tại Noviset thuộc Siberia để sinh con trong bí mật. Vào cuối tháng 1 năm 1902, Marić sinh hạ đứa con gái đầu lòng tên là Liesser, chỉ sống được đến 1 tuổi rồi qua đời. Nguyên nhân tử vong chưa bao giờ được công khai, nhưng khả năng cao là do sốt ban đỏ. Einstein chính thức kết hôn với Mileva Marić vào năm 1903 và có đứa con trai đầu tiên vào năm tiếp theo. Bà Marić dần lùi về sau để đảm nhiệm vai trò nội trợ, thậm chí từ bỏ công việc theo đuổi tấm bằng của mình ở trường ETH Zurich để có thể hỗ trợ cho chồng. Tuy vậy, theo như The Scientific American, có khả năng rất cao là Marić đã giúp cho Einstein rất nhiều cho công việc phát triển các dự án, trong đó có cả thuyết tương đối. Có nhiều chi tiết củng cố giả thuyết này. Mileva cũng là một nhà vật lý xuất sắc và Einstein hay dùng danh xưng chúng tôi thay vì tôi trong các lá thư có nhắc đến các công trình của mình. Con trai thứ hai của họ, Edward T.T. Einstein, sinh ra tại Zurich vào tháng 6 năm 1910. Cứ tưởng ông sẽ có một gia đình êm ấm, đó là cho tới khi ông ngoại tình với chị họ của mình, Elsa Lowenthal. Cảm thấy không còn hứng thú với cuộc hôn nhân đầu tiên, Einstein đã nảy sinh tình cảm với bà Elsa. Bất chấp việc vẫn còn là vợ chồng với Marić, Einstein vẫn công khai quan hệ tình cảm với Elsa. Tuy nhiên, Marić có phát giác và yêu cầu Einstein ở lại với gia đình. Ông có làm vậy, nhưng với một số điều kiện được đặt ra, trong đó bao gồm việc Marić phải chuẩn bị cơm đủ ngày 3 bữa, im lặng khi được yêu cầu, rời đi khi được ra lệnh, không được can dự tới các mối quan hệ cá nhân khác của ông. Vào năm 1914, Einstein rời đến Berlin để được gần với tình nhân của mình hơn. Mới đầu thì Marić và con trai có chuyển vào sống cùng, nhưng chẳng mất bao lâu, Marić hết sự kiên nhẫn và quay trở lại Zurich của con trai. Sau đó, ông đã ly hôn với người vợ đầu để có thể dành toàn tâm toàn ý cho cô bổ nhí, mặc cho cả hai đã có với nhau 3 mặt con. Ngày 14 tháng 2 năm 1919, Marić và Einstein cuối cùng cũng đã ly dị sau khi sống ly thân trong 5 năm. Einstein ngay sau đó đã kết hôn với người chị họ vào ngày 2 tháng 6 cùng năm. Hai người không có con chung và hai cô con gái riêng của Elsa được Albert đối xử như con đẻ, được mang họ của ông, UC Einstein và Margot Einstein. Nhưng những đứa con trai của ông và Marić thì không được như vậy. Ông xác định luôn rằng bản thân chỉ có trách nhiệm gửi tiền chu cấp cho hai đứa con trai, một đứa đang ở cùng vợ cũ và một đứa đang ở trong trại tâm thần. Ý tưởng ban đầu là nếu Einstein đoạt giải Nobel, tất cả số tiền thắng giải sẽ được chuyển vào một quỹ tín thác. Marić chỉ có thể lấy được khoản tiền lãi, chứ tuyệt nhiên không được chạm vào số tiền còn lại. Năm 1935, Elsa Einstein đã được chuẩn đoán các bệnh liên quan tới tim và thận. Bà qua đời vào tháng 12 năm 1936. Người vợ cũ, bà Marić không bao giờ quay trở lại với Einstein và cũng mất sau đó 12 năm. Và thế là trong suốt 7 năm cuối đời, Einstein sống một mình trong sự cô độc. Như đã biết, Albert Einstein đã kết hôn 2 lần trong đời, nhưng ông chỉ có 3 người con ruột với người vợ đầu. Lần lượt là Lizard Marić, sinh năm 1902, mất năm 1903, Hans Albert Einstein 1904, mất năm 1973, và Edward Einstein sinh năm 1910, mất năm 1965. Vợ chồng Einstein và Marić đều là những người thông minh và tài năng hơn người, nên ông đã đặt những kỳ vọng rất cao vào các con của mình. Khi chúng không được như ý của ông đã xem chúng như những kẻ thất bại. Nói một cách không ngoa thì ngoài việc lằng nhằng, Einstein còn là một người có phần gia trưởng và cay nghiệt. Ông đối xử với con của mình theo những tiêu chuẩn khắt khe và trên hết là phải vừa lòng ông. Đứa con đầu lòng của ông được cho là đã bị đem cho nhận nuôi từ rất nhỏ. Lý do cô bé bị cho đi là bởi bị mù bẩm sinh. Điều này được coi là một thất bại trong mắt Einstein. Một vài người khác thì cho rằng đứa con này đã qua đời do bệnh đậu mùa. Đứa con út Eduard cũng chẳng khá khẩm là hơn, bị mắc bệnh tâm thần từ khi sinh ra. Chỉ có Hans Albert, đứa con trai thứ hai, là còn sống khỏe mạnh và phát triển bình thường. Có thể nói đây là đứa con duy nhất qua vòng gửi xe trong mắt Einstein. Thế nhưng mọi thứ chính thức đổ vỡ khi Hans ghi danh vào Học viện Bách khoa Zurich, chọn ngành kỹ sư dân dụng, đi ngược lại với kỳ vọng của cha. Dù thành tích thuộc top đầu của trường, nhưng việc theo học ngành ấy của Hans vẫn được Albert Einstein gọi là một ý tưởng kinh tởm. Cũng bởi lẽ này, suốt quãng thời gian dài, hai cha con Albert Einstein liên tục bất đồng về quan điểm sống cũng như là sự nghiệp. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc ở đó. Năm 23 tuổi, Hans Albert kết hôn với người vợ đầu tiên. Sự lựa chọn bạn đời này của Hans một lần nữa bị Einstein phản đối kịch liệt, bởi người vợ này không chỉ hơn anh 9 tuổi mà còn mắc chứng lùn bẩm sinh. Vốn sẵn định kiến về đứa con thất bại của mình, Einstein tuyên bố ông cực kỳ lo ngại nguồn gen xấu của cả hai sẽ gây di hại cho thế hệ sau của dòng họ. Nếu chúng nó không có con cái thì tôi mới có thể an nghỉ bình yên. Vâng, bạn không nhầm đâu. Đây chính là những gì mà Einstein đã viết trong một bức thư đấy. Khó có thể tin là một nhà bác học vui tính, yêu đời như Einstein lại có thể viết ra những dòng bi quan và cay độc đến như vậy về đứa con trai duy nhất từng đạt chuẩn của mình. Rất lâu sau này, Hans và Einstein được cho là đã dần hàn gắn mối quan hệ, khi Hans nhiều lần đề nghị cha cho lời khuyên về nghề nghiệp và cuộc sống. Mặc dù đã phần nào hàn gắn được những bất đồng, tuy nhiên Einstein vẫn nhiều lần chi chiết đứa con trai duy nhất mà ông còn có thể đối diện để chi chiết đã chọn đi theo sự nghiệp khác với định hướng mà ông kỳ vọng. Trong một lần trả lời trước truyền thông, Hans Albert từng đau đớn thừa nhận: "Có lẽ tôi là dự án duy nhất mà cha tôi từ bỏ." Hành trình kỳ lạ của bộ não Einstein. Sau một đời đủ những đắng cay ngọt bùi, ngày 18 tháng 4 năm 1955, nhà khoa học vĩ đại Albert Einstein chính thức trút hơi thở cuối cùng của ông ở tuổi 76 tại bệnh viện Princeton, tiểu bang New Jersey, Mỹ. Theo nguyện vọng của ông, gia đình Einstein đã tổ chức một tang lễ hoàn toàn riêng tư và chỉ có duy nhất một nhiếp ảnh gia là Ralph Morse của tạp chí Life đến tham dự. Những bức ảnh cuối cùng về Einstein cũng được giấu kín. 60 năm sau, tạp chí Life mới có cơ hội cho đăng tải một số bức hình mà Morse chụp ngày chôn cất thiên tài khoa học này. Sau khi Einstein qua đời, bác sĩ Thomas Harvey đã mở hộp sọ của ông, tiêm chất chống phân hủy và động mạch não, đặt vào trong dung dịch bảo quản. Bộ não được xem là thông minh nhất lịch sử để phục vụ cho nghiên cứu khoa học. Hành động này đã khiến Harvey bị sa thải tại bệnh viện. Kể từ đó, bộ não của cố thiên tài Einstein luôn luôn đi theo Harvey cho tới năm 2005. Harvey giao nộp lại mẫu vật quý báu này cho bệnh viện Princeton. Trí thông minh của Einstein đến từ đâu? Bộ não của bậc thiên tài này có gì đặc biệt hơn so với người bình thường? Đến nay, bí ẩn về trí tuệ của nhà khoa học vĩ đại này vẫn chưa có lời giải. Dù thế nào đi chăng nữa, một điều mà không ai có thể phủ nhận, đó là Albert Einstein đã thay đổi hoàn toàn thế giới. Vào ngày 17 tháng 4 năm 1955, Albert Einstein bị chảy máu trong do vỡ động mạch chủ, mà trước đó đã được phẫu thuật bởi bác sĩ Rudolf Nissen vào năm 1948. Trong bài điếu văn tại tang lễ của ông, nhà vật lý hạt nhân Robert Oppenheimer tổng kết lại về Einstein: "Ông hầu như không có bản chất phức tạp và sự trần tục. Luôn luôn ở trong ông là sự thuần khiết tuyệt vời, lúc như đứa trẻ, lúc thì uyên thâm bướng bỉnh." Sau này, trong phần nói đầu của cuốn sách Subtle is the Lord, nhà vật lý và lịch sử khoa học Abraham Bayes đã viết: "Nếu được nói một câu ngắn gọn về tiểu sử Einstein, tôi có thể nói rằng ông là con người tự do nhất mà tôi từng biết. Và một câu về sự nghiệp của ông, tôi có thể viết rằng giỏi hơn bất kỳ ai." Và đó là tất cả những gì mà chúng mình muốn chia sẻ về Albert Einstein, Nếu các bạn thấy bài viết này hay, hãy để lại một like, share và subscribe cho Spiderum để đón nhận thêm nhiều nội dung thú vị sẽ được ra mắt trong tương lai nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spiderum, còn mình là Pink Dot. See ya!